Vâng, zipman.vn xin kính chào tất cả các bác. Các bác đã quay trở lại với kênh của shop. Hôm nay thì shop sẽ lên cho các bác một số mẫu Zippo đời số các bác ha. Cái dòng này thì nó dễ chơi, dễ tìm và hơn nữa là giá thành nó rất là rẻ, nên là chúng ta có thể mua rất là thoải mái, với lại là cái chủ đề của nó cũng đa dạng nữa. Đây các bác nhé, mẫu Zippo của chúng ta ở đây. Ngoài ra thì các bác có tìm thêm mẫu thì các bác cứ lên zipman.vn trên Google để các bác tìm thêm nhiều mẫu nhé. Trên này thì em có hơn 200 mẫu cho các bác lựa chọn. Đi vào cây Zippo ngày hôm nay các bác ha. Cây này thì cả hai cây vỏ đều làm bằng đồng nguyên khối các bác ạ. Đây, vỏ đều bằng đồng nguyên khối. Đầu tiên là cây chủ đề về cha, vỏ bằng đồng nguyên khối các bác ha. Xong đấy là được đánh nhám hai mặt trước và sau, còn các mặt cạnh thì được đánh bóng rất là đẹp. Cái này thì chủ đề cũng rất là ý nghĩa, các bác có thể mua dùng hoặc là để trưng trong tủ cũng rất là ý nghĩa này. Hoặc là bác nào mua tặng cũng được, rất là ok đấy. Cái nét khắc này là khắc CNC trên nền đồng nguyên khối các bác nhé. Cái đồng nhám này thì nó hạn chế chúng ta việc xước này, vì nó đã nhám như thế này rồi nên là rất là các vết xước thì nhìn sẽ không rõ hoặc là đỡ bám vân tay, dễ vệ sinh đấy. Cây này là đáy lồi các bác ha. Đây, đáy lồi sản xuất năm 19, các nét chữ rất là rõ ràng và sắc nét. Đây, rất là đẹp các bác ạ. Sản xuất năm 19, cái mẫu này thì shop chỉ còn một số cây này. Bán lề đây, bản lề của nó là bản lề 5 chấu này, tròn đều và khít thì cầm xăng thì tốt hơn đấy, cầm xăng từ 5 đến 7 hôm rất là thoải mái. Ngoài ra thì cái dòng này thì các bác nên sử dụng thêm một chiếc một mảnh ni lông để chúng ta bọc lấy ruột của nó các bác nhé, hạn chế xước xác và cầm xăng tốt hơn đấy và bền nữa. Câu thơ trên này là gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, chứ cha thì được cách điệu bằng một người đang lái đò. Đúng rồi, người cha thì là người gọi là chèo lái con thuyền gia đình đấy. Đây các bác nhé, một người trụ cột chèo lái con thuyền gia đình, dẫn dắt gia đình. Đó, chủ đề rất là ý nghĩa. Cái này thì em sẽ bóc tem cho các bác xem bên trong này và test luôn tiếng kêu cho các bác. Dòng này là dòng bán tiêu chuẩn nên âm thanh nó cũng rất là ok đấy ạ. Mặt sau trơn ha các bác, âm thanh rất là chắc chắn và hay đấy các bác nhé. Ruột cây này thì bằng thép chuyên dụng không dĩ và được mạ xi màu vàng, vùng đốt 16 lỗ, cổ đá cao này, bánh xe cắt xéo này, rất là đẹp. Buồng đốt này, sợi tim thì sẽ có một sợi chỉ vàng quấn quanh. Cái này là hàng đời mới nên sẽ có cái đặc điểm là có thêm một chiếc sợi chỉ vàng quấn quanh như thế này. Đấy. Trong này thì có một lá thép, các bác có thể điều chỉnh âm thanh sao cho phù hợp nhất các bác nhé. Tuy nhiên lưu ý là chúng ta không để cái lá thép này nó mộng rộng quá. Cái này sẽ không, các bác sẽ không đóng nắp được. Đấy. Em rút ruột cho các bác kiểm tra này. Con này thì sản xuất trùng năm 2019. Còn cái tháng ấy, nó trùng hoặc không trùng không thành vấn đề các bác nhé. Nó sẽ có đặc điểm như vậy vì cái đặc điểm sản xuất của Zippo và ruột và vỏ nó giải sản xuất trên hai dây chuyền khác nhau. Khi mà lắp ráp lại ấy, cái việc mà lệch nhau là cái việc tất yếu xảy ra các bác ạ. Nên là chúng ta, ai có chơi thì chúng ta nên tìm hiểu cái vấn đề này, hoặc là các bác tìm hiểu thêm để nhiều thông tin về Zippo các bác nhé. Cây này thì dốc phần vẫn bảo hành trọn đời cho các bác. Các chi tiết liên quan đến Zippo. Cây chủ đề mẹ này cũng thế. Nó là được làm bằng vỏ đồng nguyên khối và được phay xước hai mặt đấy. Các mặt cạnh thì được đánh bóng rất là đẹp, màu vàng rất là đẹp. Màu vàng đồng này thì các bác không sợ bị bay màu mất màu. Nếu bay màu mất màu thì các bác cứ liên hệ cho shop sẽ đổi mới cho các bác. Đảm bảo của, lời hứa của Zipman là như vậy các bác nhé. Trên nồi đồng khối thì sẽ khắc CNC cái chủ đề về người mẹ các bác nhé. Trên này thì có hai câu thơ: đi khắp thế gian không ai khổ, không ai sánh bằng mẹ. Đấy, cái chữ mẹ được cách điệu ra là bằng một hình ảnh người mẹ đang quậy gánh.
Vâng. Đây các bác ạ. Đây, tình mẹ thì bao la rồi. Vâng, cái chủ đề này cũng rất là ý nghĩa. Để em bóc tem cho các bác kiểm tra bên trong nhé. Bộ đôi này mà các bác sắm về xong rồi để trưng trong tủ rất là đẹp đấy ạ. Rất là ý nghĩa. Nó cũng rẻ nữa. Cái mặt sau cũng trơn như cây kia các bác nhé. Âm thanh cũng rất là hay. Đấy. Ruột cây này cũng bằng thép chuyên dụng không dĩ và được mạ xi vàng các bác nhé. Các chi tiết cổ đá bánh xe này. Hàng chính hãng thì mới có cái chi tiết cổ đá bánh xe đẹp như thế này các bác ạ. Đấy, em rút ruột cho các bác kiểm tra này. Đấy, năm sản xuất thì sẽ trùng nhau các bác nhé. Năm sản xuất sẽ trùng nhau. Còn cái tháng ABC thì nó trùng hoặc không trùng không thành vấn đề đấy. Em đã tư vấn cho các bác rất là nhiều rồi. Các cái người mà các cái bác mà mới bắt đầu chơi ấy thì sẽ rất là lo ngại cái vấn đề là ruột vỏ không trùng. Thực ra là các bác mua ruột vỏ trùng 100% cây nào cũng trùng thì các bác mới nên lo ngại. Bởi vì là hàng giả sản xuất ra ấy, nó chỉ có một khuôn thôi. Và nó cây nào cũng giống cây nào và cây nào cũng trùng hết. Đấy, vì cái tâm lý người tiêu dùng chúng ta là thích ruột trùng vỏ trùng mà. Nên là khi mà chúng ta nhận hàng ấy, chúng ta nhận được cái cây như vậy là chúng ta sẽ quên đi các cái yếu tố khác để chúng ta xét đến rồi. Nên là những cái người mà buôn bán hàng giả thì họ sẽ đánh trúng cái tâm lý cái như vậy của các bác. Đấy. Còn hàng chính hãng Zipman bán ra thì có bảo hành trọn đời và bảo hành không mất phí cho các bác nhé. Đấy, nên các bác dùng có vấn đề gì các bác cứ liên hệ cho shop, shop sẽ bảo hành không mất phí cho các bác và tư vấn nhiệt tình ạ. Vâng, hai cây này thì shop đang bán với giá là 690.000 cho một cây các bác nhé. Các bác nào ưng ý thì nhanh tay liên hệ cho shop với số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc để lại comment số điện thoại, shop sẽ liên hệ tư vấn cho các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau của Zipman. Xin kính chào tất cả các bác.